Thì tôi đi đây giúp bước. Rồi, xin chào mọi người nha. Thì đây là một cái anh công nhân đang đi làm công tác công cộng ở Nhật nè mọi người. Thì mình thấy ảnh ban đầu mình tưởng đâu là ảnh đi sửa đường ống nước hay gì á mọi người. Nhưng mà không biết ảnh làm gì nữa. Ảnh dỡ hai cái nắp cống nè. Đây là kế bên cái nhà trọ của mình nè mọi người. Thì một hồi mình mới phát hiện thì ảnh đang làm công tác là múc phân á mọi người. Cái hầm phân, đây chính là hai cái hầm phân. Một cái hầm có nước chảy này là cái hầm phân được đưa trực tiếp từ toilet xuống nè mọi người. Nó lọc qua một cái hộc và ảnh làm công tác là ảnh múc từ cái hộc đó đổ qua một cái hầm chứa. Cái hầm chứa phân đó mọi người. Thì từ trước giờ là ở đây mà thấy hai cái nắp cấm cống này mà không biết cái gì mọi người. Tưởng nó là nắp cống nước đồ này nọ thôi. Không ngờ đó là cái hầm phân mà nó lại ở trên cạn như vậy luôn á mọi người. Ông thì thường xuyên có mùi hôi là do cái hầm phân này nè mọi người. Nhưng mà người ta cũng có hệ thống xử lý hả? Qua cái bộ phận lọc đó mọi người. Thì ảnh đang múc từ cái hộc mà nó lượt ra đó. Đó thì mọi người thấy không? Đây là người Nhật làm những công tác mà gọi là công cộng á. Và mình đứng gần thì mùi hôi cũng rất là nhiều mọi người. Mà ảnh không đeo khẩu trang luôn. Mọi người thấy không? Đây giống như là công việc người ta quen rồi đó. Thì nhân tiện là hôm nay ở nhà mới thấy được cái cảnh người ta làm như thế này mọi người. Đây là thực tế ở bên Nhật luôn nha. Rồi cho mọi người xem tham khảo tí vậy thôi. Hi, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc CB Cuộc Sống ở Nhật. Kính chúc mọi người có một ngày mới, một buổi trưa thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu của mình nhé. Thì hiện tại là bây giờ là hôm nay mình nghỉ mọi người. Thì hôm nay cũng quay cho mọi người xem cái khung cảnh xung quanh đó. Thì trời hôm nay là trời mưa nha mọi người. Hiện tại bây giờ là cũng là mưa rào lất phất nè. Nhưng mà hôm nay thì mình nghỉ. Đó, thì hôm nay là nghỉ nên là ra ngồi đây thì tâm sự mọi người một tí. Ở trong phòng thì quay cái view nó không có được đẹp á mọi người. Thì tại sao hôm nay mình nghỉ thì giống như mọi người xem video hôm qua đó. Thì hôm nay mình nghỉ để dằn mặt thằng anh chỗ của mình đó mọi người. Thì hôm nay là cái ngày cũng khá là nhiều việc ở trong xưởng á. Tại vì cái ngày hôm qua là ngày đó chụp phim. Chụp phim là hàng Lentuzen đó mọi người. Thì của mình hàng đâu khoảng 7 đường hay 8 đường vậy mọi người. Là hôm nay hàng gom lại chụp một lần. Thì chụp mà ok rồi á thì mấy thằng gáp nó mới gáp được. Còn nếu mà có là sai này nọ là phải sửa rồi mới gáp được á mọi người. Thì do đó thì ngày hôm nay là cái ngày chụp phim nè. Do đó mình nghỉ, với lại mà hôm qua là mình hàng chung với cái ông sensei mọi người. Thì hàng chung một cái vòng tròn, một cái phi hình trụ á, thì hai người hàng. Mà nếu như mà mình hôm nay mình nghỉ á thì ông hàng xong rồi là ông không lật lại được. Tại vì mình chưa hàng xong mà đâu có lật lại được đâu. Đó thì sẽ có rất là nhiều chuyện xảy ra hôm nay đây. Do đó thì hồi sáng vô là ông quản lý kêu thì mình nói là hôm nay mình đau đầu quá, mình nghỉ. Thì ông nói là vậy nghỉ đi. Đó, chỉ có mình thì ông quản lý mới, mình nói nghỉ là ông mới kêu nghỉ thôi á mọi người. Còn những người khác là nghỉ là ông hỏi lý do này nọ tùm lum hết. Tại vì mọi người biết sao. Tại vì từ trước giờ là mình không có nghỉ nhiều mọi người. Mình nghỉ rất ít luôn. Mà cái ngày dư kêu của mình còn rất là nhiều. Hiện tại bây giờ mình còn 19 ngày dư kêu mọi người tháng vừa rồi. Tháng này thì nghỉ bữa bão số 9 là nghỉ nửa ngày nè. Và ngày hôm nay nữa là sẽ nghỉ một ngày rưỡi. Là sẽ mất ngày rưỡi là còn khoảng 17 ngày rưỡi mọi người. Bão số 10 thì nghỉ một ngày nhưng mà sẽ bù vào ngày lịch đó vào thứ bảy rồi. Nên là sẽ không có tính ngày dư kêu. Đó, do đó là tháng này mình mới là cái giờ tăng ca mình ít đó mọi người. Mà còn bị thằng trò nó chơi khăm như vậy nữa. Nó thật chất là nó nghĩ là mình sợ.
đâu mình muốn làm tốt công việc á mọi người, tại vì sắp được 3 năm rồi. Mình ấy thì nói chung là giám đốc rất là tín nhiệm và trong xưởng cũng vậy, đâu mình chưa bao giờ mình nghỉ ngang và chưa bao giờ mình không có trách nhiệm với công việc của mình hết. Mình nghĩ là mình làm là hoàn thành công việc mình mới nói là mình nghỉ du kiêu đông rồi. Hoặc là khi mình làm là phải mình nghĩ muốn nghỉ là trước khi nghỉ mình phải hỏi nó, mình nói là ngày mai em tôi nghỉ được không, có ảnh hưởng gì không đâu. Nhưng mà ngày hôm nay là cái ngày đâu mà mình tự ý mình nghỉ luôn đâu, nhưng mà mình nói ông quản lý bệnh rồi thôi, giờ đó ngày mai mà nếu mà vô á, thì nó có chửi á đâu, nó có nói gì á không thì bắt đầu là mình nghỉ tiếp đâu, còn mười mấy ngày dư kêu mà mọi người sợ gì đâu không. Nhưng mà nếu mình bệnh mà vô mà nó nói gì á là mình sẽ nói lên giám đốc, tao nói lên công ty liền đâu, tại vì mình được quyền mà mọi người. Cái ngày dư kêu là mình được quyền, ở công ty mình á thì không có cần phải xin phép trước gì hết đó mọi người, chỉ cần bệnh đó là nói một tiếng thôi, nói cho quản lý thôi. Còn nếu mà mình bệnh mình không nói á, thì có thể là không tính dư kêu, nhưng mà lỡ rồi có sao đâu, không tính dư kêu vẫn không sao, nhưng mà nói cho quản lý rồi là được tính dư kêu, là hôm nay mình nghỉ nhưng vẫn được tính lương nha mọi người đó. Đó, do đó thì hôm nay là nghỉ ở nhà, cũng không có đi đâu hết, tại vì trời mưa mọi người, mưa suốt ngày luôn á. Thì bây giờ là sáng râm râm nè, nhưng mà trưa tới chiều á là sẽ mưa lớn hơn. Đó, do đó thì tranh thủ là mình ra đây mình ngồi mình tâm sự mọi người một tí như vậy. Đó, do đó thì mình nghỉ để mình dằn mặt nó mọi người, để xem cái tình hình ngày mai vô xưởng xem như thế nào nữa. Đâu, hôm nay mình nghĩ là chắc là cũng ở trong cũng hậm hực lắm. Nhiều hậm hực kệ chứ. Hôm qua mình có nói trình bày với cái ông Hoàng Trung mình đó mọi người, mình nói mình tức hành trò đồ này nọ đó, đâu hết tinh thần làm việc. Rồi hôm nay mình nghĩ là ổng không làm được việc nè, ổng sẽ hầm gan lên và ổng sẽ đi lại nói chuyện với anh trò, tại ông đó là cái gì ông cũng nói hết mọi người. Đâu, ổng thường hay nói chuyện với anh trò lắm, mình nghĩ là ổng sẽ nói chuyện với anh trò đâu, nói về cái vụ này, tại ổng biết chắc chắn là mình, tại từ trước giờ mình chưa bao giờ mình nghỉ bệnh mọi người, thật sự luôn, mình rất là khỏe luôn, từ trước giờ bao giờ chưa bao giờ mình xin nghỉ bệnh hết, nên là chắc là ông đó sẽ đoán được là mình sẽ giả bộ bệnh. Nhưng mà mình nói rồi mình không có sợ mọi người, bây giờ sắp về nước rồi, quậy tưng bừng luôn, mai mà vô có nói mà nhằn nhằn nghe chướng tai là mốt nghỉ nữa đâu, mình còn dư kêu nhiều mà sợ gì đâu không. Do đó thì hôm nay là ngồi đây tâm sự mọi người một tí vậy, với lại ở nhà chăm sóc bạn gái mọi người ơi, làm bạn gái của mình bệnh nữa rồi, nằm viện mấy bữa nay đâu, mà hôm nay tình hình thì cũng đỡ rồi nhưng mà chưa có xuất viện được á mọi người. Nhà thì cũng bận bịu nhiều á nên không có ai chăm sóc cho bạn gái mình hết, nên cũng rất là lo, nên mình nghỉ sẵn tiện ở nhà mình chăm sóc bạn gái, nói chuyện đồ này nọ cho em đỡ buồn, cho em mau hết bệnh đó. Đó, cũng thông báo cho mình cho mọi người một tin vui luôn là ngày hôm qua ngày hôm kia mọi người, thì hiện tại là bây giờ tình hình dịch bệnh ở Tokyo đang giảm xuống dưới 100 rồi mọi người, còn mấy chục à, ông ngày hôm qua có còn có sáu mấy ca mọi người, nên là tình hình rất là tuyệt vời luôn. Ông cho những người bạn nào sắp sang Tokyo làm việc đó, còn tình hình chung ở nước Nhật đó là nó giảm chung rồi nha mọi người, mỗi ngày xuất hiện một hai ca, có ngày xuất hiện có ngày không, do tình hình ổn định rồi các bạn cứ yên tâm ha. Do đó thì hôm nay mình ngồi đây mình tâm sự mọi người, video ngắn vậy thôi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video của mình đến giây phút này. Mọi người cảm thấy hay hãy nhớ like share chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé, và ai mới đi ngang kênh của mình lần đầu thì đừng quên đăng ký kênh và ấn cái chuông bên phải để có thể theo dõi những video mới nhất của mình. Mọi người đợi xem tình hình vào ngày mai mình đi làm nó sẽ diễn biến như thế nào nha mọi người, và chiều nay mình sẽ phát hành cái video mà đi khám phá hôm bữa tập 2, mọi người nhớ đón xem nhé, tại vì video hôm nay á là sẽ có rất là nhiều cảnh đẹp ấy. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nhé, bye bye.